Phần tin trong nước sẽ tiếp nối chương trình thời sự trưa nay với những thông tin đáng chú ý. Tồn kho hơn 200.000 tấn thủy sản do thị trường bị thu hẹp bởi dịch bệnh COVID-19. Gần 6,5 triệu lượt tải ứng dụng khai báo y tế nCoV sau một tháng ra mắt. Theo thông tin từ các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh và xuất khẩu thủy sản, hiện có tới hơn 200.000 tấn hàng tồn kho do thị trường bị thu hẹp bởi dịch bệnh COVID-19. Theo báo cáo của 145 doanh nghiệp trên tổng số hơn 700 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản, tính đến nay, tổng sản lượng hàng thủy sản tồn kho khoảng hơn 200.000 tấn. Mặt hàng tồn kho chủ yếu là các sản phẩm thủy sản đông lạnh như cá tra, tôm, mực, bạch tuộc. Nguyên nhân chính do bị tác động mạnh bởi dịch bệnh COVID-19, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp khi các nước nhập khẩu áp dụng chính sách ngăn chặn lây lan dịch bệnh như cấm biên, đóng cửa các sân bay, bến cảng. Trong khi đó, tiêu thụ trong nước cũng bị ảnh hưởng khi lượng thực phẩm phân phối qua các kênh trường học, nhà hàng, khách sạn bị hạn chế. Tổng sản lượng thủy sản năm 2020 ước đạt 8,6 triệu tấn, dự kiến nhu cầu tiêu thụ nội địa khoảng 3 triệu tấn, còn lại để phục vụ chế biến và xuất khẩu. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm dừng hoạt động của công ty Paoyens Việt Nam, quận Bình Tân từ 0 giờ ngày 14 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 4 do không cắt giảm lượng công nhân làm ca và đảm bảo khoảng cách phòng dịch. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức đoàn công tác đến kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 tại công ty Powell Việt Nam, ghi nhận thấy công ty đã tổ chức đo nhiệt độ, phát khẩu trang cho 100% nhân viên, lắp đặt bồn rửa tay, lập vách ngăn tại nhà ăn. Tuy nhiên, hiện tại công ty này vẫn chưa cắt giảm số lượng nhân viên làm việc theo ca, lượng công nhân ra vào cổng còn tập trung đông, khoảng cách giữa các công nhân chưa đúng quy định trong công tác phòng chống COVID-19. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay dù có phần khả quan nhưng vẫn có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Việc tạm dừng hoạt động của công ty Boeing Việt Nam từ 0 giờ ngày hôm nay là cần thiết để đảm bảo sức khỏe cộng đồng cũng như hoạt động của chính công ty. Sau hơn một tháng ra mắt, ứng dụng khai báo y tế tự nguyện toàn dân nCoV đã đạt hơn 6,43 triệu lượt tải với tổng số trên 11,3 triệu bản ghi khai báo y tế tự nguyện. Theo Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến 12 giờ trưa ngày 13 tháng 4, ứng dụng khai báo y tế tự nguyện toàn dân nCoV đã đạt hơn 6,43 triệu lượt tải với tổng số trên 11,37 triệu bản ghi khai báo y tế tự nguyện. Cùng với đó, tính năng quét mã QR trên ứng dụng nCoV giúp người dùng chia sẻ tình trạng sức khỏe của bản thân với người xung quanh và kiểm tra tình trạng sức khỏe của người đối diện đã đạt hơn 3,39 triệu bản ghi quét mã QR. nCoV là một trong hai ứng dụng di động hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 được Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế cùng một số doanh nghiệp công nghệ trong nước khác xây dựng cho ra mắt ngày 9 tháng 3 năm 2020. Theo báo cáo từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai, trong 3 ngày gần đây, mưa lớn, dông lốc đã gây thiệt hại hơn 30 tỷ đồng tại các tỉnh Sơn La, Lai Châu và Lào Cai. Cụ thể, từ ngày 10 đến hết 13 tháng 4, mưa lớn, dông lốc và mưa đá đã gây thiệt hại tại các tỉnh Tây Bắc, trong đó có 2 người bị thương, hơn 700 ngôi nhà bị hư hỏng tốc mái, hơn 1.000 hecta gồm lúa, rau màu và cây ăn quả bị thiệt hại, hơn 350 con gia cầm bị cuốn trôi, ngoài ra nhiều đoạn kè đường chống sạt lở bị sập. Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 33,9 tỷ đồng, trong đó Sơn La thiệt hại 13,76 tỷ đồng, Lào Cai 0,2 tỷ đồng, Lai Châu 20 tỷ đồng. Hiện các địa phương đang huy động các nguồn lực tại chỗ để khắc phục hậu quả thiên tai. Khoảng 10.000 đầu sách sẽ được giới thiệu ở hội sách trực tuyến quốc gia. Việc tổ chức hội sách trực tuyến lần này là hoạt động phù hợp với chủ trương chuyển đổi số trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay. Với chủ đề đọc sách nâng cao trí tuệ vượt qua nỗi lo dịch bệnh, Hội sách trực tuyến quốc gia sẽ khai mạc vào ngày 19 tháng 4 và dự kiến kéo dài đến giữa tháng 5 tại địa chỉ website http://book365.vn. Đây là lần đầu tiên Hội sách quốc gia chào mừng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Chương trình có sự tham gia của khoảng 40 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trong cả nước. Hội sách giới thiệu tới độc giả khoảng 10.000 đầu sách thuộc nhiều thể loại khác nhau như kinh tế, thiếu nhi, lịch sử, hướng dẫn kỹ năng sống. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật. Nga cân nhắc huy động Bộ Quốc phòng chống COVID-19. Thế giới ghi nhận gần 2 triệu ca mắc COVID-19. Trước diễn biến dịch COVID-19 đang trở nên xấu đi, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này có thể huy động các nguồn lực của Bộ Quốc phòng để đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19 trong trường hợp cần thiết.
Phát biểu ngày 13 tháng 4 tại cuộc họp với các quan chức cấp cao, Tổng thống Nga cũng lưu ý rằng Bộ Quốc phòng nước này từng cử bác sĩ và trang thiết bị y tế tới Italia và Serbia để giúp đối phó dịch. Theo ông, Nga có thể sử dụng kinh nghiệm này để huy động nguồn lực của Bộ Quốc phòng để chống dịch. Tổng thống Putin nêu rõ tình hình đang thay đổi liên tục và vài tuần tới sẽ mang tính quyết định trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Bởi vậy, ông Putin yêu cầu chính quyền cần tính đến mọi phương án, cả những kịch bản khó khăn và bất thường nhất để linh hoạt, kịp thời điều chỉnh chiến lược và chiến thuật hành động, trước tiên là chăm sóc y tế cho người dân. Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh CDC của Mỹ vừa đưa ra đánh giá rằng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mỹ có thể đạt đến đỉnh điểm trong tuần này. Giám đốc CDC Robert Redfield cho rằng một yếu tố để trung tâm này đánh giá dịch đã lên đỉnh là xu hướng ngày hôm sau có ít ca nhiễm hơn ngày hôm trước. Dù các biện pháp hạn chế đi lại của chính phủ đã khiến nền kinh tế đầu tàu thế giới bị ảnh hưởng, song ông Redfield cho rằng chính những biện pháp đó sẽ giúp Mỹ kiểm soát tỷ lệ tử vong. Về việc nới lỏng hạn chế, quan chức CDC cho biết quá trình này sẽ diễn ra từng bước tùy vào các dữ liệu. Theo thông tin cập nhật đến 6 giờ sáng nay, Mỹ là nước có số ca mắc và ca tử vong vì COVID-19 nhiều nhất thế giới. Thống kê của chuyên trang của Đại học John Hopkins cho thấy Mỹ đã ghi nhận hơn 577.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 23.000 ca tử vong. Riêng tại thành phố New York đã có gần 7.400 ca tử vong. Trong 4 ngày qua, mỗi ngày Mỹ ghi nhận thêm khoảng 2.000 ca tử vong, chủ yếu ở trong và xung quanh thành phố New York. Theo thống kê của Đại học John Hopkins, đến sáng nay, thế giới hiện đã ghi nhận hơn 1,9 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 118.000 người đã tử vong. Ngoài Mỹ là tâm dịch của thế giới, các nước châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề thứ hai do COVID-19. Ngày hôm qua, Italia thông báo số ca tử vong tại nước này đã vượt 20.000 người, trong khi tổng số ca mắc bệnh lên tới gần 160.000 người. Tây Ban Nha là nước có số ca mắc bệnh cao thứ hai thế giới sau Mỹ, với gần 170.000 người, trong đó có hơn 17 ca người tử vong. Quốc gia láng giềng của Tây Ban Nha là Pháp hiện cũng đã ghi nhận gần 15.000 ca tử vong do COVID-19, trong tổng số gần 138.000 ca bệnh. Tại Anh, số ca tử vong do COVID-19 tiếp tục tăng mạnh khi đã vượt con số 11.000 người và tổng số ca mắc bệnh lên tới gần 90.000 người. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành, Singapore quyết định giảm hoặc ngừng thu phí ở hầu hết các cổng thu phí giao thông đường bộ để góp phần hỗ trợ chống dịch. Cơ quan giao thông đường bộ Singapore LTA thông báo 96% các điểm thu phí không dừng ERP sẽ được cắt giảm. Theo đó, 74 trong số 77 cổng thu phí dọc theo các đường cao tốc và các tuyến đường huyết mạch giảm tới $2 Singapore, tương đương với hơn 33.000 đồng, và 56 cổng không thu phí. Phí đường bộ sẽ được thu trở lại sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được dỡ bỏ. Theo cơ quan giao thông đường bộ Singapore, việc cắt giảm phí đường bộ không nhằm khuyến khích người dân đi lại. Cơ quan này khuyến khích mọi người tiếp tục tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội và hạn chế đi lại nếu không cần thiết. Dịch COVID-19 đang tạo ra một cuộc khủng hoảng chưa từng có, đòi hỏi ASEAN phải đưa ra phản ứng thống nhất trước những thách thức của dịch bệnh. Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Cộng 3 về dịch COVID-19 theo hình thức trực tuyến có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch của từng nước nói riêng và cấp độ khu vực nói chung. Đây là nhận định chung của nhiều chuyên gia khu vực và quốc tế. Ông Asano Katsuhito, nguyên phó tránh văn phòng nội các Nhật Bản, khẳng định việc tổ chức hội nghị trực tuyến ASEAN Cộng 3 là rất thích hợp vào thời điểm này khi việc xây dựng một khuôn khổ hợp tác trong phòng chống dịch là vô cùng cần thiết. Từ Thái Lan, tiến sĩ Robin Ramcharan, giám đốc điều hành trung tâm châu Á đánh giá hội nghị ASEAN Cộng 3 sẽ mang đến cơ hội lớn cho hợp tác khu vực trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng. Trong khi đó, tiến sĩ Tihinan Pongsuhirat, giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế về An ninh Thái Lan thì nhấn mạnh đến vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh khu vực đang chịu nhiều áp lực và ASEAN cần cùng nhau ứng phó hiệu quả với đại dịch để duy trì được những thành tựu đã đạt được trong những năm qua. Đại dịch COVID-19 ập đến trong bối cảnh Việt Nam đảm nhận các vai trò khu vực và quốc tế quan trọng, bao gồm Chủ tịch ASEAN năm 2020 và thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trước tình hình này, Việt Nam đã dẫn dắt ASEAN với tinh thần trách nhiệm cao và huy động được phản ứng gắn kết toàn khối thông qua tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về phản ứng tập thể của ASEAN đối với đại dịch COVID-19. Nội dung này cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa thứ 3 ngày 14 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!